Vậy đó, vậy đó. Anh nhìn đi. Trời, anh cứ khất lại thế. Sao anh mất anh? Nghĩ là không có sự lựa chọn nào khác. Vật tay. Mình chơi vật tay á anh. Đúng, đúng rồi đó, mình vật tay em. À, đâu không? Là biết kết quả rồi đó. Em gồng lên cho người ta thấy con chuột của mình đi. Em gồng rồi anh ạ. Con chuột nó trốn đi đâu rồi? Bên đây không cần gồng cũng thấy chuột. Rồi, để lên. Nơi nhường chị đi, nhường chị đi. Sao chị chơi hai tay nhờ? Cuối buổi chị nhưng mà đi ăn. Sao chị chơi hai tay á? Chị mời em đi ăn mà. Trời, chơi em luôn rồi. Trời ơi, em muốn ăn gì chị đẹp? Em muốn ăn gì chị đẹp? Em muốn ăn gì chị đẹp? Ý là hai tay luôn nè, mấy qua bắt cần giùm em. Má chơi hai tay luôn. Mà bà vẫn thua hả? Dạ. Rồi thôi cảm ơn em. Hai cái tay của em cộng lại mới có bằng nửa cái tay của Liên mà. Thôi được. Kiếm từ thật lực luôn. Mưa. Nó lớn lên. Mưa. Mưa, mưa. Tháng 6. Mưa. Giờ số 6 nè. Biết rồi. Mưa cá sấu. Không. Đúng rồi. Cái gì vậy? Không. Ăn cơm tắm. Không. Hết được. Qua đi. Hết. Anh thần sấm. Chấm đuôi, chấm đuôi. Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Tèn tèn. Tèn tèn. Đó. Ăn trong cái tư thế bồng bế cõng nhau, các em có thể bắt cặp nha. Rồi, xong rồi đó. Ai cõng ai, ai bồng ai thì sẽ chọn, nhưng không có nghĩa là chỉ có một chiều, phải có cái chiều ngược lại chứ. Anh ơi sao mà đùa. Lên nào. Nhắc. Anh cổng hay là bế anh? Bế cổng gì cũng được. Có trời chua ơi. Quá kia ơi. Ngồi nhìn mà ưa hết nước bọt. Ăn có dầu nhĩ nước miếng người nha. Trời ơi, Linh ơi em đừng có quéo người. Linh ăn một cái luôn kìa. Ăn là phải ăn chứ không có nhẹ ra. Cái gì vậy Hải? Tôi quên. Ủa đút cho ly này hả? Vợ đồng chồng. Tát biển đâu cũng cạn anh ạ. Vậy thì rồi bây giờ ngược lại đi. Hai đứa tiếp tục ăn cái trái còn lại nè. Thôi bây giờ Linh làm một cái ghế. Sao ăn gì mà nặng thế Liên? Là sao Liên? Ngã chá vô. Phải ngồi trong cái tư thế đó Liên. Nhai nước. Nhai nước, hình phạt mà, phải vậy chứ. Ôi xong rồi hả? Anh trời ơi, hay vậy. Không, đừng vô tay, đừng vô tay, chưa làm. Ủa bên này chưa hả? Chết lặn. Chết lặn rồi đây nè. Có cần quyền trợ giúp không? Nhạc hồi hộp. Nếm cho các món có nước. Có chứ gì nữa. Ôi trời ơi. Nước mắm. Nước mắm. Hạt nước. Sai. Trung cấp được quá. Hạt tiêu. Chính xác. Hạt tiêu luôn rồi. Cái tiếp theo hai từ là một chất lỏng ăn với lại cơm trắng. Những ăn chay á. Nước tương. Chính xác. Sao vậy? Sao sao đây? Anh kiếm muối dài. Ba từ. Bình thường ăn lẩu mình để trên chưa ăn. Cái gì vậy? Bình thường dùng lẩu, bình thường dùng lẩu trên cái gì cho nhiều người? Cái gì là để cái gì? Lên cái gì? Cái nồi lẩu để lên cái gì? Bếp ga mini hả? Ba từ. Ba từ hả? Nồi nào không sai. Không ngoại hả? Rồi, xác định lại, xác định lại, xác định lại. Bếp không ngoại. Bếp không ngoại. Chính xác.